triệu thì coi như là mình còn lại là 18 triệu 600. Thì là em gửi cho em, nếu em có thời gian em đi qua gặp ông bà. Xong cái chạy bến để xem luôn, sửa luôn rồi sẽ biết gì đây nè. Lo cho nó nhiên luôn. Được nhiều cái rải bển trơn rồi, làm không có đủ tiền. Không có làm thì cũng có bán số nữa, chích nữa thì không có tiền để chích đi ôn biển. Thuê số tiền đó, mới anh mới gửi được 1 triệu mấy mà mẹ anh có đưa lại hết 1 triệu của hổng rồi đó. Mà cho, như mẹ nó cho nhưng mà thấy mẹ cũng khổ, còn người em bệnh chắc là em nghĩ là tiền đó em không lấy. Mẹ nói là mẹ cho, mẹ chồng nói là cho, nhưng mà em nghĩ là tại mẹ còn nuôi thằng em, chú ảnh đang bệnh. Rồi em suy nghĩ là tiền đó em không lấy, như là tiền đó ảnh lấy lại gì đi. Là mới đi qua thăm cỡ thứ hai chủ nhật tuần rồi. Đi làm về, có gửi tiền cho cô không con? Vì hôm nay đâu có làm được. Dạ. Tại vì gạch đó làm tháng Tết đó, chứ tới tháng nước đổ mình nè. Dạ. Là rồi. Ngày là Phúc không có đi làm gạch đúng không cô? Dạ. Không có đi làm gạch. Dạ. Và Phúc có gửi cho cô cái số tiền là 1 triệu mấy không? Không. Không có gửi đúng không? Dạ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ cũng đang có mặt tại một cái quán cà phê. Và sau khi Bùi Hồ đi từ đất Phật Ấn Độ về thì Bùi Hồ sẽ tức tốc chạy qua gặp chị Duyên cũng như là Phúc để hỗ trợ cho chị khám tổng quát cho chị nè, cũng như là theo sự khám tổng quát cho chị, rồi sẽ hỗ trợ chị mở một cái sổ tiết kiệm. Tuy nhiên thì qua những cái đoạn clip thì Bùi Hồ thấy có một cái sự lấn cấn nào đó, và hôm nay thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ xin phép hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân, đó là chị Tiên Trần ở Mỹ, để xem cái hướng, cái cách của giải quyết của chị như thế nào sau khi mà chị đã xem những cái đoạn clip mà Bùi Hồ đã đăng lên. Còn về cái phần tiền đô của chị Linda Trần ở Mỹ á, thì Bùi Hồ sẽ gửi lại cho chị Duyên để làm vốn trong thời gian sắp tới. Còn cái số tiền 1.000 đô mà của chị Tiên Trần hỗ trợ cho chị Duyên thì Bùi Hồ sẽ nhờ chị cho Bùi Hồ hướng dẫn cái cách giải quyết như thế nào hay cô bác của chị. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết nối với lại chị Tiên để có một cái hướng giải quyết, để có một cái hướng tiếp theo. Mời cô bác của chị nghe cuộc gọi kết nối của Bùi Hồ với lại chị Tiên Trần ở Mỹ ha. Và Bùi Hồ đang kết nối với lại chị Tiên á cô bác của chị. Mở lo lớn cô bác của chị nghe gõ luôn. Hello. Ồ dạ em chào chị. Ok hả? Dạ không biết là bên chị bây giờ mấy giờ rồi? Chị 9:15 chưa ngủ đâu. Dạ. Chị ơi thì sau khi em đi em đi Ấn về á thì em có chạy qua chị Tiên để cũng như là trước đó chị em mình, chị cũng có nhờ em hỗ trợ để mà đưa Tiên đi khám tổng quát cũng như là một số cái việc tiếp theo đó. Dạ. Đưa Duyên đi khám chứ không phải Tiên. Dạ đưa chị Duyên đi khám tổng quát. Thì okay. Nhưng mà em nhận thấy thì nó có một cái sự lấn cấn gì đó chị. Không biết là chị xem cái clip của em đăng lên chưa chị? Dạ chị coi rồi. Dạ. Coi rồi. Dạ. Chị coi rồi, chị thấy nó có nhiều cái chị cũng thấm trọng lắm em. Ừ. Dạ, cho nên là bây giờ chị muốn là như vậy nè. Chị đi theo sát cái vấn đề của hai vợ chồng Duyên và em trai của Duyên rất là sát, tại vì chị rất là quan tâm tới mấy em này. Khi mà chị muốn giúp thì chị muốn giúp là đi cho nó tới nơi tới chốn luôn. Và sau đó chị có xin số phone của Phúc, về số phone của mẹ của Phúc, và chị cũng đã tìm hiểu, chị nói là chị muốn nghe hai chiều, thì là chị cũng đã tìm hiểu về ba mẹ của Phúc luôn. Chị gặp hai người luôn, thì là hai người rất là đàng hoàng. Nó khác xa một trời một vực với lại phía bên gia đình của Duyên. Chị thất vọng nhiều lắm. Và như vậy nè Bùi Hồ, chị cũng muốn nhờ em như vậy. Sau khi mà chị tìm hiểu, chị nghe hai phía về mẹ của Phúc và ba của Phúc đó, chị tìm hiểu rồi á, thì chị mong là em bỏ chút thời gian
em đi tới, em gặp ông bà để em cảm nhận được coi là có đúng như những cái lời, giống như là cái chị cảm nhận hay không. Dạ. Cho nên chị mong là em bỏ thời gian ghé xuống thăm ông bà một chút. Dạ. Thì sau khi mà em ghé thăm ông bà rồi á, thì là chị nhờ em như thế này, tại vì chị có một chút thay đổi, cho nên là chị muốn nhờ em như thế này. À, trước mắt á, là chị thất vọng về hai vợ chồng của Duyên, nhưng mà chị vẫn chờ, chị vẫn cho hai em đó cơ hội để mà chị vẫn còn theo, chị vẫn dõi theo cái cuộc sống của hai em đó. Và trước mắt á Hồ, yeah. Bữa trước là chị có nhờ bạn chị á, là gửi chị gửi về cho bạn chị 1.000 đô á, thì là bạn chị đổi ra được là 23.600.000, rồi bạn chị mới gửi cho em trước là 10.000.000 á, đúng không Hồ? Dạ. Rồi sau đó bạn chị gửi 13.600.000 nữa là đủ 1.000. Dạ, lúc em mới đi đâu không có nhận được. Lúc em ở Ấn Độ đó là bạn chị chuyển cho em đó. Thì bây giờ là hôm trước á, em mua giường với nệm với quạt rồi các thứ linh tinh cho Duyên đó, thì là nó 4.800.000+ cứ chính chẳng 5.000.000 đi để cho chị dễ nhớ con số ha. Dạ. Bây giờ 5.000.000 thì coi như á, là mình còn lại là 18.600.000. Thì là em gửi cho em, nếu em có thời gian á, em đi qua gặp ông bà ba mẹ của Phúc á, yeah. Em gửi trả cho bà 1.000.000 giùm chị, yeah. Là bởi vì á, lúc mà em ở Ấn Độ á, thì là Duyên nó bị chóng mặt nè, bị đủ thứ hết trơn á, nó nói là em buồn nôn được đủ thứ á. Thì là chị mới hỏi là ủa sao tiền đâu, thì nó nói hết tiền. Rồi xong rồi chị mới nói tại sao hồi nãy mẹ còn ở đó thăm em, ngồi ngay quán cà phê hai mấy mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, tại sao em không mở miệng lên tiếng để mà mượn mẹ. Rồi ứng lại rồi anh Hồ về đưa. Thì Duyên lại nói rằng là em nghĩ rằng á là tiền em sẽ đòi được tiền của bạn đế mượn em. Chị mới nói ủa sao mà bạn của đế mượn em tiền gì. Thì là thành ra bây giờ Duyên đã rải cho bạn của đế mượn nữa. Có nghĩa là tiền của chị rót về giúp á, dạ. Là nó rải đi vòng vòng như vậy. Cho nên á, Duyên không lấy được 1.000.000 đó, thì chị mới là mượn mẹ của Duyên đưa vô cho Duyên đi khám bệnh. Thì bây giờ còn nếu mà 18.600.000 á, trừ lại 1.000.000 á, thì là mình sẽ còn là 17.600.000. Thì em giúp chị đưa cho mẹ của Phúc giùm chị là 12.600.000. Cái số tiền này á, là chị muốn hỗ trợ bà. Muốn hỗ trợ bà để giúp bà mua lại một chiếc xe khác, bởi vì Phúc đã từng làm mất của hai ông bà một chiếc xe. Bây giờ hai ông bà không có xe để đi tới đi lui, rất là tội nghiệp. Yeah. Rất là tội nghiệp, thành ra chị rất là muốn em bỏ chút thời gian gặp ông bà. Yeah. Để hiểu được á, cái gia đình nào là ăn tiền của con Duyên và cái gia đình nào là hy sinh cho vợ chồng của Duyên. Gặp bà đi rồi em sẽ thấy rất là tội nghiệp. Bà nói chưa bao giờ bà lấy tiền của Duyên một đồng nào hết, mà là bay đi nè, điện thoại bay mất nè, rồi xe cũng bay mất. Cho nên chị mới nói là ok, bây giờ chị sẽ tự nguyện chị thôi nha, không ai ép chị, mà cũng chẳng ai xin, thằng Phúc nó cũng không xin chị đâu. Thì chị mới nói vậy nè, chị mới nói là Phúc, em cho chị số phone để chị gặp ba mẹ chị, muốn tìm hiểu hai bên, thì chị sẽ giúp em đền bù lại cái lỗi mà em đã mất là mất xe của ba mẹ em. Thì cái đó em giúp chị đi. Yeah. Sau đó thì là nếu mà đưa cho mẹ của Phúc là 12.600.000 thì là nó hơn khoảng 500 đô một chút á, thì chị nghĩ là bà đã mua được chiếc xe khác rồi, tạm đi được rồi. Yeah. Thì còn lại là 5.000.000 phải không Hồ, thì em gửi cho bà giữ cho chị, để khi nào á chị cần mà giúp cái hoàn cảnh nào của ai á, chứ những lúc mà em đi công tác hay đi đâu á, thì là chị nhờ bà đưa. Cho yeah. nên là cái 5.000.000 đó em dặn bà giữ cho chị nha. Dạ. Yeah. Vậy là bà 5.000.000 còn lại thì gửi cho bà giữ giùm chị. Đúng rồi, giữ giùm chị. Dạ. Yeah. Rồi. Vậy là em thì đó chị á.
em nhắc lại là như thế này ha chị. Vậy là còn 16 triệu 800, 18 triệu 600, thì 1 rồi. Triệu gửi lại cho bà lúc bà cho chị Duyên mượn để mà vô nước biển. Còn 17 triệu 600 thì 12 triệu 600 thì sẽ gửi cho bà mua một cái chiếc xe. Chị hỗ trợ cho bà đó. Dạ, cái đó là tặng cho bà mua lại một chiếc xe là tặng trước cho đây bà. Phúc đã làm mất. Phúc làm mất. Còn 5 triệu còn lại là chị gửi cho bà giữ giùm chị. Đúng rồi em. Dạ, dạ, em hiểu rồi. Ok, thôi tranh thủ đi qua gặp bà đi Vân. Tội nghiệp lắm, em phải bỏ chút thời gian em ngồi xuống em nghe. Trời, chị biết là em rất là bận nhưng mà chị cũng ráng chị kêu em là phải bỏ chút thời gian ngồi nghe bà nói với bà với ông rất là thương. Chị không biết ai nói là con ruột gì chị không biết, nhưng mà bà rất là ông bà rất thương. Bà ông gặp chị mà rớm rớm nước mắt, đàn ông mà khóc mà nói là con thấy tôi thấy con nằm ở dưới gầm cầu vậy mà tôi không biết gầm cầu nào để đi kiếm, cô ơi, rất là đau lòng. Dạ. Em cũng muốn qua gặp bà để mà em làm gõ một số câu chuyện là Phúc nó đi làm đó chị. Thì em không biết là Phúc đi làm có gửi cho bà tiền thật sự không hay là như thế nào. Thì em thì chị có gặp rồi thì nói bà nói không có. Bà nói bà bị oan nhiều nhiều cái lắm em. Bà nói cô ơi tôi bị oan nhiều cái lắm cô ơi, nhưng mà bây giờ hồi đó tôi không biết gặp ai á, nhưng mà giờ tôi gặp được cô tôi nói là xong rồi. Thì mình mới nói với chị, mới nói với bà là chị ơi chị phải gặp Bùi Hồn hoặc là Phong Bụi, bởi vì hai người này là tác giả đem Duyên về đây, cho nên là chị phải gặp. Chứ chị nói với em á thì em cũng đâu có thể mà giải oan giúp chị được đâu. Dạ. Từ cái vụ chiếc xe trước nữa, chiếc xe đó mà nói 4 triệu của anh Phong Bụi cho 4 triệu đó cưng, mua chiếc xe đó, thì khi mà em gặp bà thì em sẽ biết á, là 4 triệu đó nó đi về đâu. Dạ. Chị mong em phải bỏ thời gian qua gặp bà. Ok, vậy thôi em đi, thank you nha. Dạ, thì em sẽ có một số công việc thì em sẽ quay trở lại, tại vì bà thì ở bên Chợ Mới, còn Duyên thì ở bên Long Xuyên. Thì có gì xong thì chị nghe sẽ nói tới là đi qua tới là hai cái phà lẫn hai cái bắc gì đó. Dạ, đúng hai cái đò chị. Dạ. Mà tội nghiệp lắm nghe, hôm mà Duyên nó bệnh này nọ đó vậy mà hả, nó đâu có nói đâu. Bà gần ra tới cái bắc rồi. Rồi xong phải quay ngược chở nó đi vô nước biển. Dạ. Mà người ta trên mạng em ơi, chị mới coi cái clip này, cái clip mà của em đưa lên á, thì là mọi người ở comment nó không có chửi bà nhiều, chửi má chồng thế này thế kia, cho nên chị không biết minh oan cho bà như thế nào, nhưng mà chị mong là mọi người sẽ nghe, em sẽ nghe được cái lời bà nói và em sẽ giải oan được giùm bà. Dạ. Chị rất là thương bà. Dạ. Ok Hồ, cảm ơn em nha. Dạ. Em chúc chị ngủ ngon, em cảm ơn chị nhiều ha. Ok Hồ, dạ, thank you em. Dạ, em chào chị. Dạ. Bye bye Hồ. Bye bye. Dạ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì cũng sau một cái đoạn đường từ thành phố Long Xuyên, Bùi Hồ đang có mặt tại nhà cô là mẹ nuôi của Phúc. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là nó sẽ có trong cái kế hoạch thì Bùi Hồ có một số sự thay đổi. Dạ con chào cô ha. Cô thì không có ghi hình được và mình sẽ ghi tiếng của cô, tại cô cũng có một số ở trong nhà có, với lại cô cũng ngại lên hình nữa cô bác quý chị. Dạ thưa cô, thì những ngày qua thì Phúc có về đây không cô? Phúc nó có. Dạ. Nó về rồi nó đi. Dạ. Cô cho con hỏi hai việc. Thứ nhất á là Phúc đi làm về có gửi tiền cho cô không cô? Vì hôm nay đâu có làm được. Dạ. Tại vì gạch đó làm tháng Tết đó, chứ tới tháng nước đổ mình nè. Dạ. Yeah. Là rồi xong chứ bắt đầu tháng đổ đây tới Tết á, làm ít lắm. Dạ. Yeah. Với lại hồi trước nó đi đó. Yeah. Nó không có, cũng như người ta có chỗ người ta thế vô rồi, nó cũng khó, nó cũng có vệ sinh. Dạ. Yeah. Nó thì nó về nó ghé nó nói vậy đó, rồi yeah, giờ không biết làm sao. Yeah. Nó nói vậy thì cái tôi cũng nói thì thôi bây giờ về bển đi làm cái gì á, cũng như là hay giờ mình không đi lấy ấy, không đi đi kiếm bọc thì mình đi thu mua hay gì đó,
tôi cũng không làm chuyện đó nữa. Đó, nói vậy thì sao ai biết đâu, muốn làm gì đó thì cũng như làm có tiền vài ba chục ngàn, người kia đi bán cái số vài ba chục ngàn đi, rồi qua cái cơn mưa này rồi mày mới đi xin được. Tại vì hôm nay nó cũng nó nghĩ nó bỏ người ta đó, rồi ta phải thế người khác vô đó. Cái thứ nhất là hôm nay là Phúc không có đi làm gạch đúng không cô? Không có đi làm gạch. Và Phúc có gửi cho cô cái số tiền là 1 triệu mấy không? Không. Không có gửi đúng không? Nó đâu có gửi, mà nó nói nó gửi phải không? Dạ, thì nói ở trên không? Clip là có gửi. Không, nói thì, ở trên clip là có gửi. Thì nó hôm bữa hôm nó nói mẹ con nói vậy đó, tại vì con sợ mấy chú cũng như mấy chú mà cho tiền đó đó. Dạ. Rồi nói con không có đi làm này kia mà làm không có được, rồi con cũng đi mua ve chai mà có bữa mua được mua không mà con cũng sợ, con không dám nói, con nói vậy gửi mẹ gì đó. Mà nó cũng có nói tôi vậy. Dạ. Có nghĩa là cũng có giấu. Cũng như là sợ mấy mạnh thường quân nói là tại sao mà không đi mần có xe, không đi làm này kia nọ đó. Tao nói trời ơi, thì cái gì thì nói thiệt mình cái đó đi. Thì nó tôi nói cô anh chú mấy đứa nó cũng khờ lắm. Rồi nó cũng như con Duyên nó cũng nói gì đó, con Duyên nó cũng sợ gì kia đó, rồi nó cũng dặn thằng này gì đó. Nó nói ai biết con Duyên, nó nói con nói vậy thì con nói vậy, nó nói vậy đó. Rồi tao nói trời ơi cái gì thì nói, chứ mình làm thì có làm thì nó có làm, không có không thì nó cũng sợ. Nó nói xin chiếc xe nó đi làm mà quên cái vụ mùa mưa nè, tao đâu cái này ít lắm, ít ấy lắm, với lại nó đi lâu rồi xin không được, hay có gì xin ba nó cũng xin giùm nó mà không được. Yeah. Cũng như người ta có người ấy rồi, chừng nào người ta nói là chừng nào ấy đi người ta điện đó, thì đó nó cũng chạy qua chạy lại gì đó, làm như bữa nào không có thua mua được thì nó cũng chạy qua nó hỏi thăm vậy mà. Mấy ngày nay thì Phúc có về đây không cô? Về đâu, ngày hôm kia hay ta cũng có gì hôm kia mà cũng có gặp ba nó. Thì con không biết là Phúc chạy cái chiếc xe gì hả cô ha? Chiếc xe màu xanh xanh gì đó. Dạ, xe mới mua quá. Có chiếc xe một chứ mấy chiếc. Dạ. Chiếc xe màu xanh đó, tôi thấy xanh xanh đúng không? Phải không? Dạ. Màu xanh. Cái màu xanh không phải xanh này. Xanh xanh giống đó đúng không? Phải không? Dạ. Chiếc xe xanh xanh tôi thấy dựng phớt vậy, tôi cũng không có ra. Thấy nó chạy vô tẹo vô đó. Mấy bữa trước đó nghe. Mấy lần trước đó, chứ lần rồi giờ thì tôi không có gặp. Dạ. Nó mấy ngày nay nó có về, ba nó nói là bữa đó tôi đi đâu ta, đi xuống ngoại nó. Còn mấy bữa trước về tới lui thì nó quẹo lại như đó đó, tôi thấy dốc xuống vậy đó, cũng màu xanh rồi thôi chứ không ấy. Là cái xe hình như xe mới mua đó chứ nhà không có xe xanh đó. Vậy là Phúc hổm dài thì không có đi làm gạch mà chỉ có qua về đây để mà thăm cô với chú thôi. Con nghe nói là gia đình mình là Phúc là con nuôi hả cô? Dạ. Cô còn có một người con trai đi ghép gan hả? Dạ. Là như thế nào con? Nó thằng đó thì nó bị hồi nhỏ luôn. Nó hồi nhỏ nó bị lúc bà 7 tuổi á, thì cũng như là tôi thấy nó lúc mà chuẩn bị vô học lớp 1 á, là tôi thấy nó như là cái cân nặng với cái chiều cao của nó thấp hơn mấy đứa bằng tuổi nó, bạn nó vậy á. Cái mình nói thôi gần vô lớp 1 rồi, nghỉ hè năm lớp 1, nghỉ hè mẫu giáo á, nó thôi nó vô lớp 1 rồi, tôi kêu ba nó đi khám tổng quát nó còn sao. Thì đi khám tổng quát nó bị gan to. Đó rồi có bắt đầu nhập viện vô nhi đồng. Nhi đồng mới xin thiết gan nó, là nói luôn là nó bị xơ gan không rõ nguyên nhân. Rồi từ đó bắt đầu là đi mỗi tháng mới đi nhi đồng. Đi mình đi ngoại chú á, là tháng mình lên khám xong mình lấy thuốc gì uống tháng sau lên vậy đó. Cứ dẫn tới năm 18, 2018 đâu. Đúng rồi, 2018 là nó 16 tuổi, nó sinh 2002. 16 tuổi thì cũng như là cái năm đó là không có còn ở trong nhi đồng được nữa, mà phải ra bệnh viện lớn. Thì người ta sẽ chuyển về bên tỉnh An Giang mình nè. Người ta nói là sơ gan thì đây uống, lúc mà đi ra khỏi bệnh viện nhi đồng á, thì bác sĩ cũng tư vấn, bác sĩ nói là từ đó đến giờ ở nhi đồng người ta chỉ chặn đứng cái sơ thôi, chứ người ta không có chữa được. Chỉ nó có cái bây giờ nó chuyển qua bên nhi đồng người lớn đi thì vẫn là chặn đứng thôi. Chỉ có phương pháp ghép gan thôi, mà lúc đó là nước ngoài ghép chứ mình ở đây không có. Cái tôi thì mình nói nước ngoài sao mình giới tới được đó, rồi cái mình nói thôi cứ dán cầm chừng nó thôi. Rồi xong là đến năm 21 năm dịch á, năm là nó thi đại học á, thì nó đang ôn thi đại học là nó bị ói ra máu nha. Cái bắt đầu nhà tính không có cho nó học rồi, cũng không cho thi, rồi nó năn nỉ, nó nói thôi con học 12 năm rồi cho con thi đi. Thì thi mai sao nó đậu. Nó đậu 3 trường thành phố trời. Đậu mà, trường nào cô? Trường lực không à, trường đại học học lực nè, rồi trường nó học đại học lực với đại học lực hai với đại học gì
Tôn Đức Thắng. Dạ. Rồi nó hai trường mà làm gọi gì là gì nè, cái gì về học bạ nè. À. Cũng như là xét học bạ, ờ đúng. Dạ. Rồi xét học bạ trường Văn Hiến. Rồi còn một cái ấy ba mới ba nó hồi giờ còn làm cái gì gọi là cái gì ta? Cái gì? Cô cháu mình sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề đó. Mà con nghe nói là cái số tiền ghép nó lớn lắm hả cô? À. Nghe nói hơn 1 tỷ đúng không? Trời ơi, 1 tỷ 9. Tỷ chính mà ấy thì 200 là cha con luôn. À, bảo hiểm 200. Mà chú là hy sinh ghép hả? Đúng. Người lấy gan. Gan của chú. À. Rồi thì lúc đó là cũng nhà trường ở bên lúc đó đi học bên sinh viên rồi đại học An Giang rồi, đại học An Giang vận động cho được 300. Đó, rồi dùng người này kia thổ địa chợ mới cũng cho. Rồi cũng như là mạnh, cũng như không có kêu gọi được. Dạ. Mấy chú lúc đó thì Bùi Hồ cô gọi thì lúc đó Bùi Hồ chưa có duyên với gia đình của cô rồi, hay sao á, cô đó bây giờ mới đột lại là có đã có kêu gọi Bùi Hồ. Ừ. Nhưng mà chắc tại là lúc đó đúng rồi, không có duyên thường xuyên. Không phải sao chú, tại vì tôi không có biết. Trời ơi, cha mẹ bạn nó đó lên khóc quá trời, ai cũng nói sao nơi học mà không có hay, đến chừng hay là vậy đó. Rồi mấy bả đưa cái số cái điện thoại kêu tôi ấy gửi nữa, cứ gửi đi tùm lum tà la, lễ lê thân thiện gì tùm lum tà la hết trơn á. Đó. Bây giờ thì con nói chung là đến thời điểm này thì cũng ta qua đã khỏi rồi, chúc mừng cô. Con muốn hỏi thêm về vấn đề là ngày xưa là cô Phúc là cô nuôi từ nhỏ luôn hay sao? Đúng rồi, nuôi từ nhỏ. Là sinh từ bé luôn. Dạ. Là có nghĩa là cô với chú ngày xưa tưởng nó không có con. Không phải không con mà sanh ra cái bỏ nhỏ. À, sanh ra cái bỏ. Nhỏ một hộp. Cái mấy cũng như mấy tuần sau cả tháng gì đó. Ừ. Cái ông mới đem đồ, ông tính đem đồ của nhỏ đó là đem qua bệnh viện cho người ta, cho đồ mới không à. Ông tính cho với thăm cái mộ gì đó. Ừ. Rồi cái bỏ tại bỏ một chùa gì đó. Ừ. Cái sau cái ông đi ngang ông gặp cái thằng này nó khóc mà nó không có đồ gì trơn, không có đồ mặc, không có khăn chiếu trơn. Cái ông vô mới kêu cô y tá ông cho. Ừ. Ông cho sao cái cô y tá, tại vì cô y tá cũng quen mình đây nè. Dạ. Rồi hồi xưa là anh đi sanh tôi đó. Rồi cái cô mới nói là thôi ông cổ mới nói là mày nuôi không ẩm gì nuôi đi. À. Đó thì cái thằng này chắc cũng có duyên với ổng đó. Rồi cái rồi ổng cũng thấy tội nghiệp quá mà khóc mà không có ai ấy trên sao tội nghiệp quá. Cái ổng mới ấy, ổng mới chịu. Ổng chịu thì cô đó cũng làm hồ sơ này kia nọ. Rồi cái cũng ảnh mới trả tiền. Trả tiền vô mà sanh đẻ đồ trong đó đó. Dạ. Đó rồi cái ổng người ẩm ra cái con mẹ nó chạy ra ngoài tới cổng bệnh viện rồi, mẹ nó chạy ra đòi một chỉ vàng. Ổng tự nhiên ổng cũng ổng lột chiếc nhẫn cưới ổng nè, dụng trong mình ổng có nhiều móc ra chứ thôi không được đó, mấy chục năm rồi thì đó. Rồi cái ổng mới thiệt nói là ổng có duyên, tại vì tới đầu tiền mà ổng cũng vẫn móc tiền ra mà đưa nó vậy đó. Rồi ổng ẩm nó về nuôi luôn, nhưng mà ổng cưng nó lắm. Dạ. Ổng cưng hơn cái thằng sau này. Tôi nói hồi lúc thằng đó 5 tuổi mà mới đẻ thằng này á, đi làm về chứ là hỏi thằng đó líu lo không bao giờ hỏi tới thằng này. À, vậy cũng con cũng chúc mừng cô chú cũng vượt qua những cái lúc khó khăn. Bây giờ thì cũng khó khăn lắm, lúc đó khó khăn quá trời. Con nghe nói là cô mới bán chiếc xe gì là như thế nào con không hiểu không? Bán xe gì? Có một cái chiếc xe nào mà chị Tiên Trần nói đó, xe gắn máy á. Ủa nó có bán à, nhà mình có chiếc xe nào không ta? Không. Không có xe hả cơ? Ừ. Không. Thằng Phúc hồi lặng nó đi lô tô á nha. Dạ. Là nó có chiếc xe nha. Dạ. Nó có một chiếc xe, cái điện thoại à, rồi ha. Rồi căn cước bảo giấy bảo hiểm đồ. Nó đi lên chảnh làm sao mất tiêu luôn. Rồi cái điện thoại của nó đó là tôi mới mua 50 mấy, là lúc chuẩn bị cho thằng này đi mổ nè, là tôi đã căn dặn tôi cho cái tôi góp cái điện thoại đó tôi cho nó. Tôi nó căn dặn là hồi lúc đó là lúc người ta mà đi Campuchia đó mà gì đi tiền lương cao nó bị gạt không đó. Dạ. Cái tôi mới căn dặn là ở nhà bà nội qua nấu cơm tối nội về ngủ, ở nhà đi làm gạch đi rồi 100 200 gì cả không cần thiết, mệt. Dạ. Thì làm nhiều. Ờ, mệt thì làm ít, khỏe thì làm nhiều, ở nhà chứ đừng nghe lời ai mà đi ra Campuchia nghe là chết. Tôi nói vậy á, trời ơi, đi nửa tháng sau cái nó đi lô tô, nó điện nó đi lô tô đó, rồi xong qua mất cái xe luôn, nó xe hư gì giờ nó bỏ như nó bán rẻ con coi đó. Rồi cái mới về sao mà nó mày bẩn sao cái nuôi thằng này 3 tháng ở trên kia, làm vừa về cái ổng vẫn nhiên về. Yeah. Nhẫn nhiên về là trong khi đó ổng điện thoại là ổng có, ổng còn cái điện thoại
cái em ghé nhận viên sao một tuần á, tuần về đây làm ghé nhận viên chừng rồi mới về đây, thì á, một tuần nó ghé nhận viên cái nó cầm điện thoại, cái nó mới điện ba nó nói bà qua rước con, cũng như là nó trốn khi đi rồi ba qua rước con, ba cho con tiền 1 triệu của cái điện thoại. Yeah. Đó ổng đem tiền qua ổng chuột, rồi cái nó viên viên vô lục cái tờ giấy mà cầm điện thoại á. Yeah. Không có, rồi nó mất luôn. Dạ. Yeah. Con muốn hỏi là chắc có lẽ là cô với chú xem được cái thước phim mà Phúc với lại Duyên ở gầm cầu. Thì người ta, cái này người ta coi, người ta nói ba đi uống cà phê, người ta nói ba chạy về, ba nó lật ra coi mấy đêm không ngủ. Dạ. Yeah. Ông tức, ông nói trời ơi con mình ở nhà cơm nguội từ nhỏ lớn, cơm nguội vợ chồng già ăn không, chứ nó không có ăn cơm nguội, không có cho nó ăn cơm nguội nữa, mà bây giờ nó bị đâm rồi bị xuống gầm cầu nó ở, mà đâu có biết đâu liên hệ, tôi không biết số của chú nữa, số của chú hôm Tết tôi thấy còn, cái tôi đâu có liên hệ gì đâu, cái tôi đem tôi bỏ rồi, tôi đâu có ấy, là lúc đó má bạn của Thịnh nó cho đó, rồi cái tôi bỏ cái tôi đâu có tìm không được, mà không biết sao với phòng bụi cái bà nó tìm tao cái ông Quân gì mà chết in Sài Gòn á, xin số chú Phong nữa mà ông nó không biết đó, rồi không có liên hệ được luôn. Cái sao bẩn đi mới đây nè, mới sau này cô Tiên Trần kêu nó cho cô Tiên Trần gặp tôi đó, nó mới liên hệ đó, là mới mới ấy đó, thì coi được mới biết chứ đó. Sống mến tay mến chân thì cũng mấy chục năm rồi. Con cái mà gặp được cái hình ảnh đó làm sao mà không thương được. Ba nội nó, ông nội nó cũng khóc chứ. Ba nó mất ngủ mấy ngày. Ai làm cha làm mẹ thì chứ biết cảnh con mình gầm cầu mà. Mặc dù là không do trực tiếp mình sanh ra. Nhưng mà cũng Trời ơi nuôi bú sữa mình không đó. Chứ đâu phải là ấy đâu. Rồi lúc mà nó đi, nó đi hai đứa này là tự nhiên đang ở yên lành, tự nhiên nhảo đi, tôi cũng biết sao đi nữa. Nó trước khi đi á, là trong mình nó có 2 triệu, một cái điện thoại iPhone 6 em nó cho, tại vì á em nó cho ha, một cái iPhone 6 lấy một chiếc xe đi đó. Rồi ba nó khóc, ba nói cũng như là vừa cứu một thằng mất một thằng, ông cứ nói hoài vậy á, ông nói cứu một thằng, tại vì lúc ông đi ông nói rồi, lúc về đó hai đứa về thì ông cũng nói, ông nói thì bây giờ đi về là cha mẹ lo hết trơn, cơm nước gì trên là tiền sinh hoạt là cha mẹ lo hết, yêu cầu hai bay đi thì gánh gạch đi, thì tự gánh gạch đi, coi có số vốn trong mình là cho nó đó, nó gánh rồi tự nó để dành tiền, là cũng như cho nó trong người nó có 10 triệu 20 triệu gì đi, rồi từ từ ta lo em mày ổn định đi ta lo. Mình nói gì lại giờ nó cũng có công ăn việc làm, trong khi nhà nó ở mình lo hết thì tiền nó giữ, thì có gì đâu mà nó lo, thì để từ từ mình lo cái thằng này đi, thằng này mới 3 tháng đâu có được ra môi trường, đâu có tiếp xúc môi trường, vẫn bị cách ly đó. Rồi ba nó từ từ em xong đi tao lo tới mày đó, vậy mà nó cũng buồn đi ở mấy tháng cái tự nhiên tóc có đi. Mà nhưng mà bây giờ là Phúc với lại Duyên có muốn về đây ở không cô? Hay sao? Không muốn à? Vì sao cô có hỏi nữa không? Thì nó nói là hồi xưa nó nói cái hồi xưa cũng vậy, nó nói hồi xưa là nó về nó ở nhà tháng thì nó cũng đi, nó kiếm không, nó cũng kiếm chỗ nó ở, cũng như nó mướn nhà trọ nó ở riêng nó làm, cái ý nó là như vậy. Nó có nói, nghĩa là lúc trước thì khi mà Duyên gặp Phúc á thì cũng có về đây ở vài tháng. Thì lúc mà ở vài tháng thì nó cũng nói vậy đó. Dạ. Nó nói con, thì tôi cũng lên tiếng vậy, thì nó nói thì con cũng ở tính ở vài tháng rồi như là có một số vốn mà con cũng tự con đi, cũng như tự vào. Đó nó nói là vậy đó, nhưng mà lúc nó đi nó không có nói mình đó, nó không có nói mình là con tính là tháng này con đi tháng kia con đi, hay là mới đi mốt đi, nó không có nói này, nó đi nó lấy xe cái nó đi làm, tưởng đi làm nó bữa. Hiện nay con chú làm cái công việc gì? Thì hồi trước á thì tôi cũng làm cũng như là làm nhang đó, rồi sau dịch là không có làm nữa, với thằng này bệnh nè là không có làm, rồi ba nó thì giờ mổ gan lách nó gan đâu có làm nặng được, bây giờ cũng khó khăn rồi. Dạ đúng, khó khăn là ba nó làm không có được, cũng như là ai mướn chạy xe thì chạy nhưng mà không khuân giác, chạy xe ôm á, không chạy xe tải á, không khuân giác thì cái gì cũng ổng cũng làm được, nhưng mà cái gì khiêng nặng là không được, nhưng mà hồi trước ổng chạy xe dựa xài thì ổng phải kéo, ổng nâng đỡ xe kéo, bây giờ ổng không có nâng được,
rồi cái ổng mới chạy được. Bây giờ ổng chạy tùm lum hết trơn, như xe du lịch ai mướn đi thành phố thì ta mướn tài xế thì ổng cũng đi, nhưng bữa nay ta mướn ổng chở cấp xuống dưới vừa ấy nè. Bắn đi vậy đó. Còn gì? Rồi hôm trước có hai công đó, rồi nhờ với hồi lúc mà ấy thì để dành được cũng 200 triệu, rồi đất cát nó bán được 300, hai công sặc xài đó bán lúc thịnh nó ấy nè. À, đúng rồi đó. Đó rồi cái người này kia cho, bây giờ hiện tại á tôi là còn thiếu trong bệnh viện là 180 mấy triệu đó, là bởi vì bệnh viện nó mới giữ cái bảo hiểm của thịnh, là giờ mà mỗi tháng nó đi tái khám là không có sử dụng bảo hiểm, toàn là thuốc ngoài không, bởi vì tháng là 6-7 triệu. À, mình thiếu 180 mấy triệu mình trả một cách nào? Thì tính trả từ từ, mà giờ lo cái tiền của thằng Thịnh đi tái khám mỗi tháng nè. Mỗi tháng là 6 triệu nữa. Đó, 6-7 triệu đó, làm bây giờ tôi phải lên trên thành phố ở cũng như giúp mấy cậu mấy dì, nhà mấy cậu mấy dì đó, giúp dọn dẹp này kia đó. Ghép là được mấy tháng rồi? Ghép cũng gần 5 rồi, cũng 8 tháng. Ghép hơn tháng 8, tháng 9. Khi mà Bùi Hồ qua bên nhà của cô á, thì gặp ngôi nhà, nhà bằng gỗ lót gạch rất là sang trang. Lúc đầu con nghĩ là hiện nay gia đình của mình cũng khá, nói chung là, nhưng mà không ngờ là cái cảnh đúng rồi, tôi nhà cấp lên thì cũng lúc trước thì cũng khá vậy, khá giả. Nhà này là nhà thờ tổ nè. À, nhà tổ hả con? Dạ, đúng rồi. Rồi thì ba nó thứ hai, mấy em nó có gia đình rồi, ba nó để lại từ đó đến giờ. Cũng như ông nội nó để lại cho ba nó. Vậy là ba luôn. Ba thứ hai. Ờ, nhưng mà mấy đứa hồi xưa nó thì học hết trơn, nó học hồi nhỏ nó học lên ông Xuyên á. Dạ. Bây giờ Thịnh nó học cũng học bệnh nó ở nhà chú nó đó. Chú nó cũng cu mang nó, tại vì giờ cái bệnh nó đâu có cho ở nhà trọ được. Đó. Hôm nay thì qua được gặp cô. Cũng xin phép ghi lại cái âm thanh của cô, cái tiếng của cô. Không phải mục đích gì cả mà là muốn công bố cho Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả các chú anh chị biết vì sao là ở cái video clip trước khi Bùi Hồ đi Ấn Độ á, thì Bùi Hồ có nói là sẽ cùng chị Duyên đi mở sổ tiết kiệm, sẽ cùng chị Duyên đi làm để mà sau này giữ lại cho chị Duyên có cái hậu thuẫn về sau, để một khi mà không may thì cơ thể yếu đuối của chị bệnh hoạn thì tiền đâu ra mà trị đó thì nhưng ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở tại chỗ này. Ở trong clip trước thì Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác, quý anh chị rằng là Bùi Hồ có nhận được một số tiền của chị Linda Trần là 200 USD ở Mỹ với 4.660.000 đồng, và Bùi Hồ đã gửi cho chị Duyên hết 660.000 đồng, và một clip trước vừa rồi Bùi Hồ mới đăng gửi cho chị Duyên thêm 1 triệu đồng để mà vô nước biển, thì số tiền của chị Linda Trần thì Bùi Hồ còn giữ lại là 3 triệu đồng. Và chắc cái số tiền đó nghe cô chia sẻ thì mình thấy cũng có dấu hiệu tích cực là chị Duyên cũng cố gắng làm ăn, cũng biết ra đường để mà bươn vào, nhưng mà mình không hiểu nó cũng khờ hay sao mà lại tiền thì lại cứ thất thoát liên tục đó. Nên ngày hôm nay thì chị Linda Trần, Bùi Hồ sẽ thay mặt chị Linda Trần gửi lại cái số tiền cho cô mẹ nuôi, mẹ của Phúc. Ở clip trước thì chị Linda đang có gửi cho Bùi Hồ là tổng cộng là một lần gửi 10 triệu, một lần gửi 13 triệu 600 lúc Bùi Hồ đi Ấn Độ, là tổng cộng Bùi Hồ nhận của chị, xin lỗi cô bác của chị Tiên Trần á, gửi một lần 10 triệu, một lần gửi 13 triệu 600 là tương ứng với lại 23 triệu 600 nghìn đồng, tương ứng với 1.000 đô chị gửi bằng tiền Việt của bác của chị. Thì lúc đó thì Bùi Hồ mua một cái chiếc giường đôi là 2.450.000 đồng, một cái niệm cái gói là 1.860.000 đồng, hai cái quạt là 500.000 đồng, tổng cộng là 4.850.000 đồng. Đây là cái số tiền của chị. Và Bùi Hồ sáng nay có thống kê với chị thì cái số tiền chị chuyển 10 triệu thì còn lại là 5.150.000 đồng. Chị nói thôi tính cái số chẵn cho nó dễ đó, cho nó dễ. Và hiện nay thì trừ ra cái số tiền kia thì Bùi Hồ còn giữ lại là 23.600.000, 23.600.000 đồng trừ cho lại 5 triệu là còn 18.600.000 đồng của bác quý anh chị. Đây là số tiền của chị Tiên Trần ở Mỹ, và chị có dặn với Bùi Hồ á là 10
8.600.000 đồng rồi thì sẽ gửi chuyển khoản cho cô 1.000.000, là cô cho Duyên để mượn đi trị bệnh, là chị Tiên Trần ứng trước từ của cô, thì tí xíu nữa cô sẽ chuyển luôn nha cô. Còn lại là số tiền của chị Tiên là cái đó hình như cô Tiên Trần đâu có không bố. Dạ thôi thì con cứ nói cho nó hết cái số tiền luôn á. Còn 17.600.000 đồng á là chị sẽ cho hai ông bà là 12.600.000 đồng, và còn lại là 5.000.000 thì sẽ gửi cho cô giữ giùm luôn hả cô. 12.600.000 đồng này cho cô với chú mua một cái chiếc xe gắn máy. Chị Tiên Trần có nói như vậy không? Thì cho, có dạ có, cho cô với chú mua một cái chiếc xe gắn máy, và còn 5.000.000 đồng thì cô giữ giùm cho chị Tiên Trần. Thì hiện nay thì con sẽ giao cho cô là tiền mặt là 17.600.000 đồng, và con sẽ chuyển khoản cho cô 1.000.000 đồng cho nó dễ. Còn số tiền mà 3.000.000 đồng từ 200 đô của chị Linda Trần ở Mỹ thì Bùi Hồ sẽ nay mai sẽ quay lại trao cho chị Duyên. Mong rằng khi chị Duyên xem được clip này và Phúc xem được clip này thì đây là cái số vốn làm ăn của chị Phúc, chị Duyên và Phúc. Vì dầu rằng là mọi người cũng chung tay giúp đỡ khá là nhiều, và trong cái thời gian rất là ngắn mà chị Duyên đã tiêu tốn một cái số tiền theo Bùi Hồ nghĩ thì rất là lớn. Nhưng mà những cái sự thật mà Bùi Hồ biết được hơi bất ngờ là Phúc không có đi làm, Phúc cũng không có gửi tiền cho cô luôn, mà lại nói với Bùi Hồ rằng là gửi tiền cho cô để trị bệnh cho em, đó là 1.000.000 mấy. Thì Bùi Hồ có hỏi là tại sao mình không lấy lại trị bệnh cho vợ của mình. Phúc nói là để trị bệnh cho em. Thì chị Duyên mới nói là chuyện của anh Phúc là anh Phúc biết, nên chị cũng không có biết. Thì đây là một điều mà thất vọng, nên Bùi Hồ có nhấn mạnh với chị Duyên một câu: khi nào thật á thì người ta sẽ thương mình. Chị nói dối này, nói câu trước câu sau này người ta phát hiện. Và đến thời điểm hiện tại thì chị Tiên Trần đã, chị nói là chị rất đau đầu và chị rất là thất vọng cho chị, cho chị Duyên. Thì mong rằng là khi chị Tiên Trần gửi đây thì mong rằng chị Duyên với cái số vốn 3.000.000 đồng không phải là ít, mà nó cũng chẳng phải là nhiều, nhưng mà số vốn này nó có thể đủ cho chị bán vé số, đủ cho chị và Phúc làm lại cuộc đời. Có những người người ta lập nghiệp chỉ với 1.000.000 đồng thôi, nhưng mà 3.000.000 đồng thì mong rằng thì sẽ đủ cho chị và Phúc. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là con sẽ nói chung là không biết làm sao mà nó cứ cho gì cho cậu gì tùm lum tà la hoài, mình cũng không hiểu. Dạ cái đó thì con cũng không có biết luôn. Thì đó thì nghe nói đồ này kia nọ không, mình cũng không biết. 17.600.000 đồng Bùi Hồ mới đi rút luôn cô bác anh chị. Còn tiền kia đây tí xíu còn gửi cô sao cho nó rõ ràng thôi cô ha. Dạ. Đạt khi mà quay á, nhớ chụp lại mấy tấm hình lúc cho tiền này có gì gửi cho chị luôn ha. 1 con gửi cô. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 17.600.000 đồng. Đây là số tiền của chị Tiên, con thay mặt cho chị Tiên để trao lại cho cô. Thì 12.600.000 đồng là chị Tiên tặng lại cho cô để mà lo thuốc thang, khám chữa bệnh, hoặc là cô mua xe hay như thế nào đó. Thì tôi có nói, tôi nói nếu như là cái số 12.600 đó đó, thì nếu theo như là nếu mà cô, nhưng mà cô nghĩ là thay Phúc á mua cái xe trả lại cho tôi thì tôi không có lấy, tôi không có nhận. Tại vì là như là nó là con mình, nó lỡ lấy hay thì thôi, tôi không có nhận. Nhưng mà nếu là số 12.600.000 đồng này đó mà cổ giúp đỡ cho hai vợ chồng tôi thì tôi sẽ nhận. Yeah. Tôi sẽ mang ơn cổ. Yeah. Cảm ơn cổ, mang ơn cổ nhiều. Như ví dụ mà nói là 12.600.000 này mà để mà thay thằng Phúc á mua xe đền cho tôi thì tôi không có nhận đâu. Yeah. Cái này là tặng cho cô thì cô sẽ nhận để mà có thể có chi phí mà chắc sinh mua xe hay là như thế nào đó. Dạ. Tại vì bây giờ ông đi xe nạp điện không đó, ông chạy qua tới luôn, chạy là chỗ người ta làm đó,
rồi mình mới lấy xe người ta mình chạy, xe người ta lái, anh Tài lái xe tải mà, hoặc là anh lái xe 7 chỗ như ta mướn tài xế đó, thì cũng phải lấy xe này cũng chạy đi thôi. Nó thì cũng nó nhót vụ, nhưng mà thôi thì giờ nó lấy lỡ rồi thôi thì mình cứ kiếm cách khác đi, để từ từ miễn chạy được thò rồi thôi, giờ từ từ mình ấy. Mà thực chất thì giờ lo tiền là cho thằng kia không, cho em nó không, lớp mà phải nuôi nó, chú nó đồ nuôi nó học, như là cho nó ở nhà rồi cơm nước chú cô nó lo, rồi tôi chỉ cho nó tiền sinh hoạt thôi là một tháng 3 triệu thôi, như tiền xăng, tiền ăn sáng này kia đó, nước nôi này kia đó, rồi tháng 3 triệu với tháng là 7 triệu tiền thuốc nó nữa đó. Hôm nay cũng đến nhà nghiệp vụ thì cũng mong cô thông cảm, cũng đợi con tại con cũng còn có một xíu số công việc, và con cũng thay mặt cho chị Tiên gửi lại cái phần này để cho cô. Con thì chỉ là thay mặt Mạnh Thường Quân là người kết nối với lại những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì chị Tiên cảm nhận là người gõ nhất, là người giúp đỡ thì sẽ là người cảm nhận gõ nhất. Và con sẽ là người cầu giao để mà số tiền để đến tay của cô. Thì chắc có lẽ là bao nhiêu đó thì cô bác quý anh chị cũng đã hiểu vì sao một ngày hôm nay Bùi Hồ lại có mặt ngay tại nhà của cô, là mẹ của Phúc. Và đó là lý do. Và chắc có lẽ là hiện nay thì Bùi Hồ chưa liên hệ được với chị Linda Trần. Thì mình không thể nào tuyệt tình hết được. Tại vì đâu đó rằng chị Nhiên khi Việt Nam vẫn còn cái phần nào đó nó mình cho là cũng như là cái suy nghĩ nó chín chắn. Thì mong là số tiền còn lại là 3 triệu đồng của chị Linda, Bùi Hồ sẽ quay trở lại ngược trao cho, xin phép ý kiến của chị Linda trao cho chị Duyên để cho có vốn. Ngày nay hôm qua thì cũng trao cho 1 triệu, là không biết nay còn nhiều nữa. Hôm bữa hổm 1 triệu là ba nó có đưa để đặng chỗ mà gì vô nước biển á. Thì ba nó cũng hỏi trước, má hỏi là vô nước biển gì làm cha nhiêu, là nói là tiền thuốc tiền này tiền kia vô là 500 mấy đó, rồi ba đưa 1 triệu rồi ba nó trở về là ba có đi. Nhưng mà thì hôm nay thấy nó cũng bệnh, xong bệnh hoài cũng không mà nó cũng vô nước biển hoài, mà bữa hôm cũng nói nữa thấy tay chân ốm yếu gầy gò cũng thương, không thấy cũng tội nghiệp nó, mà mình thấy nó cũng khờ quá. Nhưng mà con nghĩ là chị Tiên cần gỡ ở đây là nó hợp lý nhất. Tôi cũng ngại lắm chú ơi, chứ nhưng tự nhiên mà mình cũng rất là mang ơn cổ, như là cổ cũng đã cung mang mấy ngày nữa, nhưng nhiệt tình cổ cũng nhiệt tình dữ lắm. Nhưng mà có cái mấy đứa này khờ quá à. Thì thôi để cho nó ấy thời gian đi rồi sao. Duyên của ai thì người đó sở hữu. Dạ đúng rồi. Và phước phần của mỗi đúng người rồi. Nó sẽ mỗi khác. Tuy nhiên là mà phút tới thì phút tới đâu thì mình tính tới đó. Cũng mong rằng là khi xem video clip này chị Duyên với lại Phúc có xem được á. Thì cũng mình cũng đôi khi mình phải tự động mình suy nghĩ lại. Mình đã làm những gì và vì sao lại có những cái câu chuyện nó lại đổi hướng như vậy ha. Thì còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ và Đặng Ngọc Hát cũng chân thành cảm ơn cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cảm ơn chị Linda Trần ở Mỹ đã ủng hộ cho chị Duyên và Phúc với số tiền là 200 USD. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn chị Tiên Trần ở Mỹ cũng đã ủng hộ cho mẹ của mình, cho chị Duyên và cho mẹ cô Phúc. Rồi bây giờ chắc cũng đã tối rồi, xin cảm ơn cô bác của chị rất là nhiều.